Trời ơi, oh yeah, this shit. Ai tặng cho lão cạp cái áo đẹp vậy? Ôi ơi, cái này nghi là anh Phong quá ta, tại vì có cái logo Mass House nè. Hello, xin chào. How are you guys doing today? Is he your boy Mesco, bro? You know, Mesco is still, he's still dressing up with your gift, man. Thank you a lot, man. I have. Where's you now? No, that's my wife's shoe. Ah. We are not going there, but I'm going to my friend. Okay. Rồi bữa nay vẫn cái gì á? That's my wife's shoe. I don't play with it though. Okay, you feel ready for? Dendo, if rain fall, you guys should use a fan to pack this fish. Let them back now before Sasa eat or. Oh, come and pack it. As I eat it, I forgot somebody's there yourself. You just keep on the mouth of the cafe. No, đi chú hai. Chứ for... him will say, hi, why this man don't make this mistake? Bring a pan and pack that fish. Bắt the fish go and keep it inside the kitchen like, and if close I come it. Back, tell me story for the fish. Tell me story about Sasa and the fish. Pack it now, now, now. Don't waste the time. And keep it where Sasa no reach hand or close the kitchen also. I'm planting up and put now. Okay. You close the fish you well, well. Mr. Sir, my honorable and Mr. You know my selection. I swear to God. This clothes of you fit no this car. Even the ones I give them, so if not because of not because of them, so I'm telling you, I will give them only trouser. Tell you only trouser, no problem. But you know, all the knicker is my choice, man. All the shirt, my choice. This color of the clothes fit the color of the car. Have you? Why? Take it like this. I'm pay for him 1,000. Okay. Thank you, bye. Thank you. Alo, chị cả sao chưa? Nhí mua học đều, nhí mua học đều. Một phần là vì mình thèm, một phần là ủng hộ bé này thấy con nít. Em mà thấy mấy đứa nó chạng chạng đu đu đi bán là em thương lắm. Sẵn mình cũng đang thèm. Một cái như thế này là một 1.000 đồng, 1.000 đồng tương đương là khoảng tầm 22.000 từ Việt Nam, 22-23.000 gì đó. Như thế này người ta rang không chứ không có muối nha nhà mình. Đây là hộp điều địa phương. How is it doing and the fine, ma'am. Brothers and sisters? We fine. Okay, sir. Yeah. If I want buy something from the market. Okay, ma'am. See you next. See you. God bless you. Yes. Hay nhím quay lại bà mua thêm gạo, bột mì, dầu cọ và một số lương thực thực phẩm để phát cho mấy người hôm bữa đó. À? You give us my merchant. Come to your house. Yeah, okay, you have collect. I collect. Okay. I collect. What? She's selling us fuel, so she came to fertilizer. Okay, man. What of your farm? How about your farm? It's fine. We see it one day. Now, giờ đi đâu ta cũng biết ông cả hết trơn, đi đâu ta cũng chào hỏi hết trơn. Ăn chi, this one with the bread very sweet. Very sweet, how do you know? That's what I'm eating long time, man. Okay. Ông ăn hột đều với bánh mì. Em mà hôm nay nhờ ba cái thuốc nghệ của chị Quả Hồng á là không có còn bị đau bụng. Sáng không có ăn kịp nhưng mà uống một viên. Xong rồi đi lang thang ăn bà mà không có đau bụng. Thì cái cô này lại đang làm cho mình mỗi một xô thế này. Đông quá đi mà. Cô này để từng cái như thế này để mình dễ phát cho người ta. Mình mua từng xô thì nó mắc ha.
mình mua một bao nhưng mà mình kêu bả đông mà từng xô như vậy thì tính ra nó rẻ hơn chút xíu, rẻ hơn khoảng được chừng 2-3 ngàn gì đó. Và mình mua như thế này thì Nhím có thể chuyển khoản trực tiếp cho bả luôn, không có cần rút tiền mặt, rút tiền mặt thì lại mất cái tiền dịch vụ nữa. Đó là cách mà vợ chồng Nhím tiết kiệm đó. Mình kêu cái bán này đông cho mình dầu cọ 10 chai. Because rice about to use an oil. Garina red oil. You won't give him money. Ông cảm thấy người ta cầu nguyện cho ông, thành ra là ông cho tiền. Hình như cái anh này bị mù hay sao? I'm but this one sure sure no zero. Even now he's saying that please help me, I want to follow my other paper for school, write exam. So the name is writing exam. So that you can pay and follow that's right exam. Okay. Good afternoon, ma'am. Since we are going to support somebody money for school, so let me support this one too. This one has for them is very big for them, it's both for them, you know. That's why you have to stand and start praying first for me. That is, these people are saying, you people are lucky. You are lucky today. Một bao gạo thì là nó là 8 xô. Nhưng không rành lắm, nó có nhiều loại, bao nhỏ, bao bự, bao 50kg, bao 40kg. Nhưng mà theo Nhím biết thì Nhím hay mua cái loại nhà ăn là một bao 38 xô. Nhưng mà cái này mình mua 10 xô. Người ta bỏ từng xô, người ta vô bao thế này thì mình chỉ gì rút ra đưa thôi. How much are not I? 1.6. No, I buy 1 for this today. À. 200, that means 10 là 2000 different đâu anh. Maybe you just only buy red oil, we go another size, 2000 different. I buy for that oil, you go eat today now. One for I buy. Nhím mua hôm qua, Nhím mua là 1400. Cô này bán 1600 thì ông cạp ông nói là khoan đi. Ông sẽ mua thêm hạt nêm. Cái này tùy ổng, Nhím chuyển tiền cho ổng rồi đó. Này Nhím chuyển tiền cho bà bán gạo rồi, chuyển tiền cho ổng thì tự ổng mua mấy cái lặt vặt. Đây là cái phần 400 ngàn của cô Yvi Nguyễn. Rồi còn phần của Non Sơ nghe cô Yvi Nguyễn nó là tặng Non Sơ nữa. Nhưng mà giờ mình mua cái này trước đi. Xong rồi từ từ mình tính. Còn lại 50 ngàn. Từ từ Nhím coi là nó hao hụt dư thế nào đó. Mình sẽ tiếp tục chêm thêm. Cái dầu ăn thì nó không có giống giá, cho nên là ông sẽ mua muối ăn. Maybe we buy this sachet oil also. Maybe they have the right this time already. They're gonna have sachet oil. Maybe we put it to YouTube.
better. The person who put it for can in their house and this one is good quality. Em nói sẽ we give something back. Lỡ mình mua mắc thì mình mua cái có thương hiệu, cái mà công ty người ta sản xuất, nó có vô bịch rồi đóng gói đàng hoàng. Đó, thì nếu mua cái này mỗi người hai bịch dầu. Thì một bịch này nhím nghĩ là tầm khoảng 250 lít. Thì nó cũng gần bằng những cái chai đó tính ra, nhưng mà về nhà người ta tốn công người ta xớt ra thôi chứ nó cũng không có khác biệt gì lắm. Nhưng mà được cái nó có cái tên người ta là này phát chất lượng tốt rồi này kia. Ông cảm nó ông mua số lượng nhiều về ông bán, thành ra ông kêu cái bác này bớt đi. Cái tật lại để ông trả hay nhà mình trả cho nó lòi ra muối bột ngọt rồi này kia cho người nghèo. Còn mấy người bán này thì người ta có lời người ta mới bán, ta cũng có điều kiện chứ không đến nỗi. Thì mình trả mà người ta bán thì chứ là người ta không lỗ thôi. Dưới này ông nói cũng đúng, một dây như thế này là thường mua một dây là mình lời được một bịch. Thành ra là ông đang trả cái bát này để mình mua cái dầu theo bịch như thế này. Cái bát này không có ăn cái no hard drink bát. Cái màu đỏ hết rồi, màu đỏ giờ đang khan hàng lắm tại vì nó tính ra tiết kiệm hơn cái màu xanh này, nhưng mà chất lượng thì cái màu xanh này chất lượng hơn tại vì nó là thương hiệu Cano, là thương hiệu của thế giới. Thì nó chỉ khác cái chỗ là một viên của nó hai cục, thì mỗi lần nấu thì người ta thí dụ nhà tiết kiệm thì người ta nấu một cục, còn một cục ta gói lại bên trong, còn nhà nào mà mạnh tay thì dứt hai cục luôn thì nó mau hết, cho nên là người ta thích xài cái bịch đỏ này hơn. Thì ổng mua thêm dầu ăn bịch như thế này. Bây giờ thì dồn hết một thùng như thế này, muối nè, dầu ăn. Dầu ăn này là mỗi người hai bịch nha, mình thay vì một chai mình chơi hai bịch. Tomato can. Ok, ổng mua thêm, đợt này ổng mua nhiều. Ổng mua thêm ai nếu của bộ đồ chả nát tao. Bỏ gai. Why? Ai để nó quay rồi nát tao. Give him my name. 44, 300. 300. Yeah. Rồi, một thùng này là dầu ăn, muối, ngọt. Nói chung là tất cả mọi thứ, cá khô rồi này kia. Ông tống hết vô đây. Bây giờ lão Cạp đi mua thêm xà bông. Ông Cạp cái tính nóng nguội lắm. Ông đi tới đâu cũng đi, đồ máng lung tung, đồ giặt không giặt. Thành ra là ông cứ mua xà bông. Xà bông cho người ta giặt đồ. Bữa nay là ngày chủ nhật, là ngày chợ cuối cùng của tuần ở nhà mình. Ngày thứ hai là người ta sẽ phong tỏa nha. Ở đây nó có cái người ta có cái phong trào là gọi là cái gì? Phong trào Biafra, tức là một cái ly khai hồi xưa năm nắm não. Nhưng mà bây giờ người ta không còn nữa, nhưng mà cái ngày kỷ niệm đó thì mỗi một tuần là người ta sẽ kỷ niệm một ngày như vậy, ngày thứ hai. Thành ra ở đây bây giờ đi học là chỉ có thứ ba, tư, năm, sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai là coi như là không có đi học. Còn chợ là ngày thứ hai không nhóm. Chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ trở lại với cái gia đình của chị này. Nhím có hỏi sơ qua cô giáo rồi. Là chị này ly dị xong rồi về ở nhà của cha mẹ, nhà của anh trai đi. Nhà của anh trai. Hôm qua nhím vô nhím nói ủa sao thấy có đàn ông. You. You know, ôi ơi. This mango now, you don't used to. Every time you used to spoil. Sweet mango. That our egusi, Africa egusi. Egusi sister. Okay, egusi sister.
Hey, see planting now. Banana. Small, but okay, get planting. Maybe the type we see in market. But this one, this machine doesn't used to go. Bye-bye. Wear shirt, son. Yes, ma. Mình vô bất ngờ quá, có đứa nó không có mặc áo. Đây là nhà của quý chị bán bánh đậu như nhà mình, nãy giờ Nhiếm quên giới thiệu. How are you? It's okay, me, Stan, cameraman. Yes, ma'am, ma kia kia ma'am. Yeah. Ông ma gọi. Okay, he said it's our daughter. Okay, the mother of. What's up, the husband? Digi pan. Mommy, sit down. I know the seat. Let me stand. Yeah. Me no stand no me. Yeah, me camera. Nhím nó ngồi đi để nhím người phim. Ôi chị anh này video này. Cái này ngại. Em này em đứng đĩa cái cam em đi tới đâu em đĩa trái cây tới đó. Mà cái quan kia mà. Không lo mà Israel. Này xin anh đi kia mà. Since COVID-19. So that time. Gani ang wenso. Up wherever no one call na gwa po 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 bed. All up for so up there is money and no be mana problem be my problem na wa po rap to rap no mo no mo problem so mo we see na. Ừ. Chị này nói là ly dị chồng chồng ở Bagana giống như là cô giáo nói. The one we see yesterday. So leave her and the children. So she think of how she will find food for the children there. She cannot leave the baby because they're still small for the husband place she mean. So she now take them to come and stay with her mother here for her mother house. So that she can at least buying money for this. Sorry. Now the auntie just tell me, that's why I know about her. Even I don't know, sir. I don't know this one. Em thấy mấy người mà bị chồng bỏ hay là này kia hay mẹ đơn thân, nói chung là thấy mẹ đơn thân đi là em ngứa máu vậy. Tại em cũng có một thời gian là tính bỏ ông cạp rồi đó, cái khoảng thời gian khó khăn mình tính bỏ ông cạp rồi đó, kiểu như suốt ngày ổng suy sụp tinh thần, ổng nhậu nhẹt bạn bè đều đang đúng mình muốn bỏ rồi đó. Ra là em thấy mấy người mà mẹ đơn thân em ngứa máu. Hôm qua Nhiếm có nói với họ, nói chuyện với cô giáo thì cô giáo nói là tiền học phí thì còn lại là 65.000 là cho hai đứa. Boy, boy, where you are set? I've been at them with the one no pay school until now. That is only two children we have. Three. Where is one? Small one or big one? Big one. Okay, they are bigger than this. Say there are three, one stay with her sister. Okay. Rồi, ba đứa con luôn mới ghê. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Cái này là anh của chị ấy nhưng mà không có mặc cà áo cho nên là Nhiếm không có quay nghe. Ông mới tắm xong chắc là ông mặc áo không ra. So on our business of our like now the government in Azuta in an agakwala gagal. Mommy is worried about you. I'm okay. That's not the okay, ma. Adima. She said, just like you tell me that she complained to the school that the place she normally used to buy feed, buy upper.
that they are giving her raise okay. after selling she every month, but because of how things are difficult now, they don't want to give her again. Exactly why how auntie tell me. Yeah, that is what she said now. She ordering the person sell the thing for her make or so, Dạ, ông Cạp sẽ hỏi cái chị này là cái chị này có còn thiếu tiền của cái bà bán nguyên liệu làm bánh hay không? À, chị Tiên Dương nói nhím là hỏi cái chị còn thiếu hay không? Rồi xong rồi mình thí dụ mình trả hết rồi mình mua lại cho chị ấy nguyên một cái combo đủ hết để chị ấy có thể là tự buôn bán không có còn thiếu nữa thì lời là phần của mình. Chứ mình mua thiếu nhiều khi người ta cũng cộng cái phần lời nhiều hơn, giống như kiểu mà mấy người người ta bán đồ trả góp đó, người ta bán sẽ mắc hơn cái giá mình mua gốc. Đứng đây mà có người kêu đi làm rẫy giùm mà đó. Thôi chắc bữa nay nhím sẽ kêu chị này bỏ bữa rẫy đi. Video business is normal. So that go muaka. So that this children will not lack anything. Finally, you have for. If you touch all giờ nhà nhím tính ông cả ông đang tính thì hiếm hiểu ý ông là khi chị này còn talk with her finish already you know, about the business already she said she can start up with 300,000 you know with business Oba the same Oba yes so I asked her how much they used to buy the bag You know, she said the last time she priced the bag was 266,000. Okay. You know? Okay. Oh, but and Abi Bankana, that's the only two things she will buy now. Yeah, that I think that is the reason why she said 300. You can buy the one bag of water. Use the small money store on top to run the palm fruit. Ask her if she owe the person sale or Yeah, she said she's owing balance of 30,000. Okay. À, Nhím hiểu rồi đó. Và Nhím nắm được tình hình đó. Okay. So. Let we give her the one for her food today first, and we go home. We will know how to. How to talk about. But let her relax about that. Her children's school. Nothing he confirmed. Let she relax about that. About children's school, she know about it already. I see her inside the school. She says you know how money to pay. I would tell the auntie no, they stop her again. But about payment after. Amen.
tu anko mo akagagud. E di zia nong a toko wazi anka ma zia li phe chi a. Nhiếm nói với ông Cạp là nói với chị này đừng có lo dù con đi học nữa, tại vì Nhiếm nói với cô giáo là sẽ từ từ cô giáo sẽ không có còn áp lực nữa, còn cái vụ trả tiền học phí rồi này kia thì Nhiếm chưa nói gì hết, không có gấp. Lời nói không mất tiền mua, nói vậy nói bạ là không có sửa được, thành ra là thà là mình không hứa, mình hứa rồi cái không làm được mất công người ta, mất uy tín với người ta. Yes, ma. Let's go for car. I have some gift for you people. Okay. No problem. No, we there, na, mommy. We there. Yeah, we there. On Tuesday, you just allow for children go school. I will call auntie for her. No, disturb you again. Anytime you ready, you go pay. Anytime you know ready, you take food for them first. Kiểu như là mấy người mình đi lấy chồng rồi á. Mà quay trở về á rất là khó. Ở đây phụ nữ người ta không có quyền lợi gì hết trơn á, quay về nhà cha là để tạm vậy thôi chứ không có you know, remove the battery again. I remove it, I just put it to open the bridge. Okay. Now you remove it back now. No, now I put it now. Okay. Giờ tạm thời trước mắt thì Nhiếm sẽ cho chị ấy một cái phần quà của cô EV Nguyễn trước. Để chị lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn uống đàng hoàng. Xong rồi cái vụ học hành thì Nhiếm nói với chị là đừng có lo. Để Nhiếm điện cho cô giáo. Cô giáo sẽ gia hạn từ từ. Tại vì có... Nhiếm vừa đi, đang đi thế này thì có sư cô. Sư cô sen trắng nhắn tin cho Nhiếm cũng hỏi cái vụ mà... cái vụ mà nguyên liệu làm bánh này kia. Thì trong khi chị Tiên Dương cũng hỏi cái nguyên liệu làm bánh. Đồng thời là chị Cẩm Hà hôm bữa là... chị Cẩm Hà cũng hỏi, thành ra là Nhiếm về Nhiếm sẽ bàn bạc với mấy chị lại thì mình sẽ tính cái phương án sao, hoặc là mình đi mua một cái bao nguyên liệu để làm bánh đậu về mình tặng chị ấy, hoặc là mình đưa tiền. Nhưng mà Nhiếm nghĩ là mình đi mua cái bao đó thì sẽ tốt hơn, mình sẽ đi mua cái bao đó, mình đi trả tiền bà còn nợ cái bà bán nguyên liệu là 30.000 thì về rồi mình tính tiếp. Giờ tạm thời cho mấy đứa nhỏ quà cho nó mừng. Giờ thì ông Cạp sẽ cho xà bông, gạo, bột mì, nói chung là tứ linh tinh, những cái nhu cầu cần thiết trong nhà. Bye bye. Mấy đứa nhỏ này nó không có đồ mà phải mình biết mà không có size của nó. Sao đi? I think he have break some more. For him body. See. Be careful. Be careful. Hey, I break. Ổng mua tứ linh tinh vậy đó. Hồi nãy Nhiếm vô là Nhiếm thấy con bé này nó đi mua một cục xà bông giống cái cục xà bông mà ông Cà ổng mua rồi đó. Bây giờ phải mua cho 2, 3 cục, 4 cục nữa. Dầu ăn. Muối. Cái no. Ông móc. Cái này là gọi là gì, đập hộp luôn, vừa ở chợ về là vô đây luôn đó nhà mình. Thì ví dụ như không đi bán bánh mà có được đồ ăn ở nhà tạm thì cũng ổn đi. Xong rồi con cái ví dụ trường học thì Nhiếm nói cô giáo bớt áp lực thì cũng ổn luôn. Nói chung mình giúp cho người ta ở đây người ta gọi là gì? Vượt qua cái lúc ngặt nghèo nhất. Rồi sau đó người ta tự người ta bưng chải, chứ mình không có giúp hoài được. Ủa mấy bịch ta? Một dây. Một hộp thế này 10 dây. Mình cho một dây cà chua. Rồi gạo. Ôi. How about the third baby of you? Where is it? No, the another one. Where is it? Which village? Near here. Oh, another state. Yeah, but Oka. Oka. They stay with our sister in Oka. How old? 10 years. Okay. Stay with your own sister, the same mama. Yes.
Ok, một đứa nữa 10 tuổi đang ở với dì. This one how old? This one that is 6 years. Ok, this one the same yo yo an. And oh oh. And another one is the same do do. À, giờ nó chạy vô nó lấy cái bịch đặng nó đựng. Even in today or tomorrow. Anytime she can come and collect it. Yes. If you stay around, you give five. I start giving. Okay. For first now, like this first. Remember on Tuesday, make sure your children go school. I would tell the auntie to wait first. Yeah, I'm not happy. If you want to, you can pick it now. You want to can pick it now. My mother said they pick up. Ah, nào em phim. Chị này hỏi chị này lụm gạo được không? Rồi mấy bạn lụm từng hộp. This small boy want to pick it. The grandma said leave it. After. I might just want to pick it now. No problem. Now even me, I used to pick my own if they don't come out. Nah, bro. Oh, boy, Kalumba. Đứa gái 10 tuổi gãy gì rồi. So it's okay. Yeah. You know what là after. Yeah. Amen. Cái bác này giờ bà em không biết nói gì, bà chỉ đứng bất cầu nguyện, bất kêu cạp con ơi cầu nguyện cho ông cạp không. À, mà thật sự á, khi mà Diễm làm được cái việc gì đó là đối với em á, cái niềm vui mà người ta nhận được á là đối với em là đủ rồi đó, khỏi cầu nguyện gì hết. Mà cầu nguyện thì cũng được, không cầu nguyện cũng không sao luôn. Cái đứa bự thì thiếu tiền hồi đợt trước rồi. Về Diễm sẽ đưa thằng nhỏ vô. À, các thành ra là thằng nhỏ này thiếu một đợt, đứa bự này thiếu hai đợt, có ý ủng hộ gì á trả được mớ rồi Diễm sẽ triển khai và quay clip cụ thể cho nhà mình coi hen. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp nhà mình những tập tiếp theo nha.